Sách tinh gọn 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Quyền lực luôn có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ đối với con người ở mọi thời, ở mọi nơi, với mọi giai tầng. Lịch sử xét cho cùng chính là các cuộc đấu tranh triền miên để giành quyền lực. Vậy liệu có phải chỉ những người tài năng xuất chúng mới có thể nắm quyền lực trong tay? Không hẳn vậy. Theo tác giả Robert Greene, nếu muốn có được quyền lực, bạn phải biết cách áp dụng công thức. Cụ thể thế nào? 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực xuất bản năm 1998 sẽ cho bạn câu trả lời. Cuốn sách xem xét một cách khách quan các đặc điểm cơ bản của quyền lực, từ cách hiểu nó, tìm kiếm nó, đến cách bảo vệ và sử dụng nó, nhằm mục đích mang lại lợi ích cho bản thân mình. Quyển sách này dành cho ai? Doanh nhân muốn chiếm thế thượng phong trên thương trường. Bất kỳ ai muốn có được quyền lực hoặc muốn bảo vệ bản thân và những người khác trước những cá nhân quyền lực. Độc giả quan tâm đến lịch sử quyền lực. Về tác giả, Robert Greene là một tác giả diễn giả người Mỹ, tốt nghiệp Đại học California, Berkeley. Ông chuyên viết về đề tài quyền lực, chiến lược và bí quyết thành công. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực là cuốn sách đầu tiên trong số 5 cuốn sách bán chạy nhất mà Greene đã chấp bút. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé! Khám phá lịch sử, bí mật và nguyên lý hoạt động của quyền lực. Dù muốn hay không thì con người vẫn được sinh ra để tham gia trò chơi quyền lực. Trò chơi này đã diễn ra từ buổi bình minh của lịch sử. Và dù vô tình hay cố ý, mỗi chúng ta đều là một người chơi. Đôi khi nó diễn ra đẫm máu và công khai, nhưng thường xuyên hơn, nó diễn ra theo cách tinh tế trong bóng tối. Câu hỏi đặt ra ở đây là, bạn có biết luật chơi không? Và bạn có đang chơi để giành chiến thắng không? Một số người lừa dối bản thân rằng, trò chơi quyền lực là thứ mà con người có thể từ chối chơi nếu không thích. Một số người khác thì lên tiếng phê phán, nói trò chơi quyền lực là xấu xa và phi xã hội, là di tích của một thời đại yếu kém về đạo đức và dân chủ. Trong khi đó, vẫn có người tỏ ra thích thú, họ lao vào cuộc chơi với những kỹ năng lão luyện bẩm sinh, chiến thắng mà không cần cố gắng. Trong cuốn Quyền lực, Robert Greene đã vạch ra các quy tắc cơ bản của trò chơi quyền lực thông qua những ví dụ trải dài trong 3.000 năm lịch sử. Ông chắt lọc những bài học tinh túy nhất giúp bạn biết cách vượt qua đối thủ và trở thành một tay chơi bậc thầy, một Machiavelli thời hiện đại. Phần tóm tắt này sẽ cung cấp cho bạn hương vị đầu tiên của quyền lực bằng cách giới thiệu 12 trong số 48 quy tắc mà tác giả đề cập trong cuốn sách. Bật mí hết bí mật thì còn gì là thú vị phải không? Bạn có thể tìm đọc trọn vẹn cuốn sách nếu cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Đừng cố gắng vượt mặt cấp trên. Bạn đã bao giờ cố gắng gây ấn tượng với sếp của mình để rồi cuối cùng mọi nỗ lực thành ra phản tác dụng? Có thể bạn đã vô tình vi phạm quy tắc đầu tiên của trò chơi quyền lực. Chúng ta nên tỏ ra khiêm tốn trước cấp trên, những người vốn đang sở hữu nhiều quyền lực hơn chúng ta. Rốt cuộc, họ luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và không muốn ai đe dọa vị trí của mình. Khi bạn cố gắng thể hiện mình, sếp sẽ coi bạn là một mối đe dọa. Không sớm thì muộn, họ sẽ tìm cách loại bỏ bạn. Lấy ví dụ về mối quan hệ giữa vua Louis thứ 14 của Pháp và Nicolas Fouquet, bộ trưởng tài chính Pháp từ năm 1653 đến năm 1661. Là một cố vấn thông minh và trung thành, Fouquet đã trở thành người không thể thiếu trong bộ máy chính quyền. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để ông có thể ngồi vào vị trí thủ tướng sau khi thủ tướng đương nhiệm qua đời. Để tranh thủ sự ủng hộ của nhà vua, Fouquet đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa ngay tại lâu đài lộng lẫy của mình và mời vua Louis thứ 14 đến dự. Ngày hôm sau, vua Louis 14 ra lệnh bắt giữ Fouquet. Nhà vua cảm thấy mình bị lu mờ và ông buộc tội Fouquet biện thủ tiền công. Tính xác thực của lời buộc tội vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là Fouquet phải sống những ngày tháng còn lại trong nhà giam. Bây giờ bạn đã biết, việc cố gắng thể hiện tài năng hoặc gây ấn tượng với sếp vốn không mang lại lợi ích gì. Vậy làm thế nào bạn có thể chiếm được sự ưu ái của cấp trên? Một chiến lược đơn giản là luôn làm cho sếp trông nổi bật hơn những người khác, kể cả chính bạn.
Lấy Galileo Galilei làm ví dụ, ông rất cần tiền tài trợ để tiến hành các nghiên cứu của mình. Ông đã dành nhiều năm để đánh tiếng với nhiều người, nhưng thường họ sẽ tặng quà thay vì tặng tiền mặt. Vì vậy, Galilei quyết định đánh đòn tâm lý vào gia đình Medici. Thời điểm đó, năm 1610, năm Galilei phát hiện ra bốn vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Mộc. Trước đó không lâu, Cosimo thứ hai, đại công tước xứ Tuscany, trưởng lão nhà Medici, đã chọn sao Mộc làm biểu tượng của gia tộc mình. Khi phát hiện bốn vệ tinh, Galilei đã nhanh trí tuyên bố đây là một điềm báo, khẳng định sự hưng thịnh của nhà Medici. Ông nói bốn vệ tinh đại diện cho Cosimo II và ba anh em, trong khi sao Mộc chính là Cosimo I, cha của họ. Nghe được những lời này, Cosimo II vô cùng phấn khích và hài lòng. Không có gì ngạc nhiên khi Galileo đường đường chính chính trở thành nhà triết học, làm việc cho Cosimo II. Ông được trả lương cao và không bao giờ phải đi xin tài trợ nữa. Ghi nhận công lao của người khác và bảo vệ công lao của chính mình. Bạn có bao giờ biến tác phẩm văn học của người khác thành của mình bằng cách mượn một vài đoạn xuất sắc? Bạn đã bao giờ tham khảo câu trả lời của một người bạn cùng lớp rồi đưa nó vào bài kiểm tra của mình? Có thể bạn đã làm hoặc không làm, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. Để đạt được quyền lực, người ta thường sử dụng thành quả của người khác để làm lợi cho mình. Tại sao phải lãng phí năng lượng của bản thân để làm những việc mà người khác đã làm? Bạn có biết nhà khoa học người Serbia Nikola Tesla đã làm việc cho nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison? Và bạn có biết chính Tesla chứ không phải Edison mới là người đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra máy phát điện nổi tiếng bằng cách cải tiến thiết kế khá thô sơ của Edison? Để có được một chiếc máy phát điện hoàn hảo, Tesla đã làm việc không mệt mỏi trong suốt một năm, dành 18 giờ mỗi ngày trong phòng thí nghiệm. Nhưng ngày nay, máy phát điện nghiễm nhiên được cho là phát minh của Edison. Bạn có thể sử dụng thành quả của người khác để làm lợi cho mình, nhưng bạn cần ghi nhận công lao của họ. Edison và công ty của ông đã phủ nhận tất cả công lao của Tesla đối với máy phát điện, thậm chí không chia sẻ một xu lợi nhuận nào cho Tesla, mặc dù trước đó ông đã hứa chia cho nhà khoa học người Serbia 50.000 đô la. Đừng học theo Edison, nhưng cũng đừng học theo Tesla. Bạn hãy nhớ rằng, danh tiếng đi kèm một phát minh cũng quan trọng như chính phát minh đó. Nếu bạn không biết cách bảo vệ những gì thuộc về mình, người khác sẽ nhảy vào và đánh cắp toàn bộ, lúc đó rất khó để bạn trở tay. Nếu muốn kiểm soát ai đó, hãy làm quen với họ và đóng giả làm bạn của họ. Có thể bạn đã từng gặp phải vấn đề này, cố gắng vượt qua đối thủ cạnh tranh nhưng không thể dự đoán chính xác chiến lược của họ, phải làm sao đây? Mẹo đơn giản nhất là hãy thu thập thông tin quan trọng liên quan đến người mà bạn muốn kiểm soát. Rõ ràng, để lấy được thứ gì đó từ ai đó, trước tiên bạn cần biết về họ. Xét cho cùng, việc biết được kế hoạch, điểm yếu và mong muốn của một người sẽ giúp bạn giành được thiện cảm cũng như kiểm soát hành động của họ một cách dễ dàng. Hãy học hỏi nhà buôn tranh Joseph Dubin. Năm 1920, ông quyết tâm biến Andrew Mellon, cựu bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ, thành khách hàng trung thành của mình. Mellon nổi tiếng là người khó tính, vì vậy Dubin quyết định hối lộ nhân viên của Mellon để nhận được những thông tin quan trọng. Khi hay tin Mellon đến London, ông âm thầm đi theo, giả vờ xuất hiện tại phòng trưng bày nghệ thuật một cách tình cờ và chạm mặt Mellon ở đó. Vì biết rất rõ sở thích của đối phương, nên Dubin dễ dàng bắt chuyện làm quen, sau đó khiến Mellon tin rằng hai người đúng là tri kỷ, có chung quan điểm về nghệ thuật. Cuộc gặp kết thúc trong vui vẻ và Mellon nhanh chóng trở thành khách hàng tốt nhất của Dubin. Vậy làm thế nào bạn có thể thực hiện thủ thuật giống như Dubin? Thuê gián điệp hoặc tự mình làm gián điệp. Hầu hết mọi người lựa chọn phương án 1, nhưng chiến lược này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng gián điệp đang trung thực với bạn? Để đảm bảo thông tin nhận được là chính xác 100%, tốt nhất bạn nên tự mình làm gián điệp. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì mọi người thường ngại chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Tuy nhiên, nếu họ coi bạn là bạn bè, mọi thứ sẽ rất khác. Hành động không thể đoán trước để đối thủ cảm thấy hoang mang. Hầu hết mọi người không thích những thay đổi đột ngột, nhưng bạn có thể sử dụng tính đột ngột đó để làm lợi thế cạnh tranh cho mình. Hành động không thể đoán trước khiến đối thủ của bạn mất thăng bằng, và đây là cách thực hiện. Trong các tình huống cạnh tranh, đối thủ có thể sẽ cố gắng hết sức để theo dõi thói quen và quá trình ra quyết định của bạn.
Sau đó, sử dụng những thông tin này để chống lại bạn. Vậy suy ra, hành động tốt nhất bạn nên làm chính là hành động một cách thất thường khiến đối phương sợ hãi và mất tinh thần. Lấy ví dụ về trận đấu cờ vua nổi tiếng năm 1972 giữa Bobby Fischer và Boris Spassky. Fischer biết Spassky có khả năng nhìn vào thói quen để dự đoán lối chơi của đối thủ và ông chắc chắn không để Spassky toại nguyện. Trong những ngày gần kề trận đấu, Fischer vẫn tỏ ra băn khoăn không biết liệu mình có thể sắp xếp đến Reykjavik thi đấu hay không. Sát ngày thi đấu, ông xuất hiện ở đó và tiếp tục phàn nàn về mọi thứ, từ ánh sáng đến ghế ngồi và tiếng ồn trong phòng. Trong ván đấu đầu tiên, Fischer đã cố tình phạm một sai lầm bất cẩn trước khi bỏ cuộc, một hành động kỳ lạ vì ông là người nổi tiếng kiên trì. Spassky bắt đầu hoang mang. Ngay tại thời điểm này, Fischer mới bắt đầu tung chiêu. Khi đối thủ của bạn đủ bối rối, bạn đang ở một vị trí hoàn hảo để giành chiến thắng. Tại sao? Làm những việc khiến đối thủ bối rối sẽ khiến họ cố gắng giải thích hành vi của bạn, cuối cùng sao nhãng nhiệm vụ họ đang làm, tạo cơ hội cho bạn tấn công. Và kết quả cuối cùng, Fischer thắng hết ván này đến ván khác với những nước đi táo bạo. Spassky thua cuộc và Fischer được vinh danh là nhà vô địch thế giới. Đầu hàng trước một đối thủ mạnh hơn sẽ giúp bạn có lợi về sau. Bạn đã bao giờ đối đầu với một người mà bạn biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ thắng? Mặc dù mọi người thường chiến đấu quên mình vì vinh quang, nhưng đó không phải là con đường dẫn đến quyền lực. Vậy bạn nên làm gì khi đối đầu với một người mạnh hơn? Câu trả lời là đầu hàng. Đây có vẻ là một chiến lược kỳ quặc, phản trực giác, bởi lẽ bản năng của con người là luôn luôn chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ chính mình. Tại sao chúng ta nên đầu hàng? Nếu bạn từ bỏ hoặc ít nhất là thuyết phục đối thủ rằng bạn đã làm như vậy, khả năng cao là họ sẽ không gây sát thương đáng kể cho bạn. Không những thế, họ còn nghĩ rằng mình đã thắng và dần mất cảnh giác. Đây chính là thời điểm vàng để bạn lấy lại sức mạnh và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình. Lấy trường hợp của Bertolt Brecht làm ví dụ, ông là một nhà văn theo tư tưởng cộng sản, di cư sang Hoa Kỳ năm 1941. Sau Thế chiến thứ hai, Brecht và các đồng nghiệp được Quốc hội Hoa Kỳ triệu tập. Họ nhận được thông tin lực lượng đảng Cộng sản đang xâm nhập vào hàng ngũ Hollywood. Trong khi những đồng nghiệp cấp tiến ra sức thách thức thẩm quyền của Quốc hội bằng cách la hét và tỏ ra bất hợp tác, Brecht vẫn bình tĩnh và trả lời mọi câu hỏi với thái độ vô cùng lịch sự. Nhờ biểu hiện hợp tác mà ông được trả tự do, thậm chí còn được giúp đỡ làm thủ tục nhập cư. Cuối cùng, Brecht rời khỏi Hoa Kỳ và tiếp tục con đường đấu tranh của mình. Còn những đồng nghiệp của ông thì sao? Họ đã bị đưa vào danh sách đen không thể xuất bản trong nhiều năm. Hãy hành xử như Brecht, biến sự đầu hàng thành một công cụ giúp bạn tìm thấy sự tự do. Đừng vì một phút huy hoàng ngắn ngủi mà hy sinh cả tương lai phía trước. Nếu muốn được đối xử như cấp trên, bạn phải hành xử như cấp trên. Hãy tìm hiểu câu chuyện của Louis Philippe, vua nước Pháp trong những năm 1830 và 1840. Ông coi thường các nghi lễ hoàng gia và tất cả các biểu tượng liên quan đến ngai vàng. Thay vì đội vương miện và cầm quyền trượng, Louis Philippe lại thích đội chiếc mũ màu xám và cầm một chiếc ô. Là người của hoàng tộc, nhưng ông chủ yếu kết bạn với các chủ ngân hàng. Nhưng hành vi này không mang lại điều gì tốt đẹp cho Louis Philippe. Ông nhanh chóng bị cả người giàu và người nghèo ghét bỏ. Những người giàu không tán thành một vị vua vô phép vô thiên, trong khi những người nghèo không thích một vị vua hành động giống họ, nhưng không quan tâm đến họ. Ngay cả những chủ ngân hàng cũng quay lưng với Louis Philippe khi nhận ra họ có thể xúc phạm nhà vua mà không bị khiển trách. Dần dần, sự bất mãn tích tụ, hậu quả cuối cùng là cả nước đồng loạt nổi dậy chống lại nhà vua, buộc ông phải thoái vị. Nói chung, mọi người sẽ tỏ ra nghi ngờ nếu cấp trên hành động theo kiểu ngang hàng với họ. Vậy chiến thuật tốt hơn là gì? Lẽ ra, Louis Philippe phải biết cách tận dụng hào quang của vương miện, khiến mọi người đối xử đặc biệt với ông. Nói một cách đơn giản, nếu bạn tin rằng mình hơn người khác và hành động phù hợp với niềm tin đó, thì người khác cũng sẽ bắt đầu tin bạn hơn họ thật. Họ sẽ cho rằng bạn có lý do chính đáng để hành động như vậy. Christopher Columbus cư xử như một người trong hoàng gia và do đó, hầu hết mọi người đều coi ông là quý tộc. Trên thực tế, nhờ khả năng giao tiếp tự tin với hoàng gia Tây Ban Nha, nên Columbus mới nhận được số tiền tài trợ lớn để thực hiện các chuyến thám hiểm nổi tiếng.
thay vì ép buộc người khác, hãy quyến rũ họ. Hãy tưởng tượng bạn là Gia Cát Lượng, thủ lĩnh mạnh hoạch ở vùng Trung Nam vừa nổi dậy và bạn phải ngăn chặn y bằng mọi giá. Nhưng trước khi nghiên cứu những điều nên làm, bạn cần nghiên cứu những điều không nên làm. Trước hết, thật không khôn ngoan nếu bạn chọn sử dụng vũ lực và các chiến thuật cưỡng chế, ngay cả khi chúng là lựa chọn dễ dàng nhất. Nếu bạn sử dụng vũ lực, mọi người sẽ âm thầm oán giận, và oán giận sẽ sinh ra phản kháng. Gia Cát Lượng hiểu rõ điều này, nên ông đã chọn không tấn công. Thay vào đó, ông chọn quyến rũ đối phương. Mọi người có xu hướng bị kiểm soát bởi cảm xúc, và bằng cách nương theo cảm xúc của họ, bạn có thể khiến họ làm những gì bạn muốn theo cách của riêng họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách đe dọa đối thủ, sau đó đột nhiên đối xử tử tế với họ. Khi Mạnh Hoạch cho quân tấn công nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng đã bắt được y và toàn bộ quân đội của y. Mạnh Hoạch bị nhốt riêng và cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng không, y được dùng đồ ăn ngon, thậm chí còn được uống rượu. Gia Cát Lượng sau đó đồng ý thả Mạnh Hoạch với một điều kiện. Y hứa sẽ thuần phục nhà Thục Hán. Tổng cộng, Mạnh Hoạch bị bắt và được thả đến 7 lần. Trong lần thứ 7, y đã quỳ xuống dưới chân Gia Cát Lượng tuyên bố đầu hàng. Rõ ràng Gia Cát Lượng có thể giết Mạnh Hoạch trong vài nốt nhạc, nhưng ông đã cho đối phương rất nhiều cơ hội và lần nào cũng đối xử tử tế với y. Kết quả là Mạnh Hoạch vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy mắc nợ. Trong hành trình tìm kiếm quyền lực, hãy tránh xa bạn bè và hợp tác với kẻ thù. Khi bạn đang ở trong một tình huống khó khăn, việc nhờ bạn bè giúp đỡ là hành động tự nhiên. Nhưng dựa vào bạn bè là một sai lầm lớn. Lý do rất đơn giản. Rất có thể họ đã và đang so sánh bạn với họ, cảm thấy ghen tị với những gì bạn có. Nhưng lúc bạn sa cơ lỡ vận, họ sẽ cho bạn một vố đau điếng. Các hoàng đế Trung Quốc thường xuyên bị ám sát bởi những người thân cận nhất, trong đó có nhiều người đã được phong làm tướng. Nhận thức được điều này, Minh Tư Tông đã thực hiện một chiến thuật hoàn toàn khác. Năm 959, ông mời các tướng thân cận đến dự tiệc, ban cho họ nhiều tài sản để họ an tâm lui về, sống an nhàn cả đời. Kết quả là Minh Tư Tông đã trị vì thêm 16 năm nữa, một kỳ tích chưa từng có vào thời điểm đó. Nhưng nếu bạn đẩy bạn bè ra xa, bạn sẽ làm việc với ai? Điều này có vẻ kỳ quặc, nhưng ý tưởng tốt nhất là hãy hợp tác với kẻ thù của bạn. Năm 1807, Ngoại trưởng Pháp Talleyrand nhận ra Napoleon đang mất dần sức ảnh hưởng. Với suy nghĩ này, Talleyrand đã cố gắng lật đổ đối phương, nhưng để thực hiện một kế hoạch nguy hiểm như vậy, ông cần một đồng phạm nghiêm túc. Cuối cùng, Talleyrand đã tìm được cộng sự hoàn hảo, cảnh sát trưởng Joseph Fouchet. Người từ lâu đã được coi là đối thủ chính trị của Talleyrand, cũng là người được Napoleon ủng hộ. Phi vụ hợp tác thành công mỹ mãn vì cả hai người đều tin rằng Napoleon đã hết thời và nước Pháp cần một nhà lãnh đạo mới. Trong khi Talleyrand kiểm soát việc ngoại giao của Napoleon với Nga, Fouché đã hợp tác với người Anh để tiếp tục làm suy yếu vị thế của hoàng đế. Cuối cùng, Napoleon bị lật đổ, Fouché cũng mất dần sức ảnh hưởng, còn trùm cuối Talleyrand vươn lên trở thành nhân vật đặc biệt quan trọng trong chính phủ mới. Thuyết phục mọi người thông qua hành động thay vì tranh luận. Bạn đã bao giờ vướng vào một cuộc tranh luận sôi nổi kéo dài đến tận khuya, cuối cùng dẫn đến việc đối phương phải miễn cưỡng thừa nhận bạn đúng? Những người ngoan cố sẽ coi đây là chiến thắng, nhưng hãy cẩn thận, sự thật hoàn toàn khác. Trên thực tế, thuyết phục người khác bằng tranh luận là hành động lãng phí thời gian, thậm chí có thể gây nguy hiểm, đặc biệt nếu đối phương là người có quyền lực. Vào năm 131 trước Công nguyên, lãnh sự La Mã Mucianus đang tiến hành chiến dịch chinh phục thị trấn Pergamus của Hy Lạp. Ông nghĩ rằng quân của mình cần một chiếc thuyền có cột buồm khổng lồ để di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, người được giao nhiệm vụ thiết kế nói rằng cột buồm nhỏ hơn sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Một cuộc tranh luận đã nổ ra. Người thiết kế cột buồm bảo mình là người có chuyên môn, thậm chí lớn tuổi hơn Mucianus. Điều người này nói quả không sai, nhưng cuối cùng ông ta đã bị đánh đến chết vì dám cãi lệnh cấp trên. Nói đúng là chưa đủ. Tốt hơn hết, hãy thuyết phục mọi người thông qua hành động khéo léo và khôn ngoan. Thông thường, nếu chịu khó tư duy một chút, bạn có thể nghĩ ra cách để đảm bảo rằng ý tưởng của bạn sẽ chiếm ưu thế, đồng thời khiến đối phương tin rằng bạn không bác bỏ ý tưởng của họ.
Christopher Grant, kiến trúc sư nổi tiếng người Anh thế kỷ 17, từng được giao nhiệm vụ thiết kế tòa thị chính cho Westminster. Thị trưởng lo sợ tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào, nên đã yêu cầu Grant bổ sung hai cột chống đỡ. Grant biết nỗi sợ hãi của thị trưởng là vô căn cứ, nhưng thay vì nói như vậy, ông vẫn dựng hai cây cột. Nhiều năm sau, những người thợ khi tu bổ tòa nhà đã phát hiện các cột này kết thúc ngay trước khi chúng chạm vào trần nhà. Trên thực tế, chúng không có tác dụng gì cả. Grant đã tránh được một cuộc tranh luận vô ích mà vẫn đảm bảo rằng quan điểm của mình cuối cùng sẽ được chứng minh là đúng. Hai trụ cột đã bị tháo bỏ sau đó. Khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, hãy khơi gợi lợi ích cá nhân của họ thay vì đánh vào thiện chí của họ. Nắm giữ quyền lực không phải là nhiệm vụ dễ dàng, và nếu muốn thành công, bạn cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nếu yêu cầu mọi người giúp đỡ mình vì bạn tin họ có lòng tốt, thì đây quả là một sai lầm nghiêm trọng. Vào những năm 1400, có một hoàng tử người Ý ở thị trấn Lucca. Anh ta nổi tiếng nhờ sự hỗ trợ của một gia đình quyền lực, nhà Poggio. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, hoàng tử đã quên đi ân huệ cũ, chỉ theo đuổi lợi ích của bản thân. Bực tức, nhà Poggio bắt đầu âm mưu liên kết với các gia tộc khác để lật đổ hoàng tử. Nhưng trước khi họ hành động, một thành viên tên là Stefano đã đề nghị mọi người nên sử dụng biện pháp ngoại giao thay vì bạo lực. Stefano đến gặp hoàng tử, nói về cuộc nổi dậy và yêu cầu anh ta nhớ lại ân tình trong quá khứ. Sau đó, hoàng tử đã mời nhà Poggio đến cung điện của mình. Tại đây, thay vì nhận lỗi và ban thưởng cho họ, hoàng tử đã bắt giam và hành quyết tất cả, bao gồm cả Stefano. Nói một cách đơn giản, bạn đừng yêu cầu mọi người làm điều gì đó đúng đắn chỉ vì bạn tin họ có lòng tốt. Thay vào đó, hãy khơi gợi để họ thấy được lợi ích cá nhân của mình. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Vào thế kỷ 16, các sứ giả Bồ Đào Nha đến Nhật Bản nỗ lực thiết lập mối quan hệ với người Nhật và cải đạo họ sang Cơ Đốc giáo. Kế hoạch thất bại, người Bồ Đào Nha không xác định được người Nhật thật sự muốn gì. Khi người Hà Lan đến Nhật Bản một thế kỷ sau, mọi chuyện rất khác. Họ nhận ra người Nhật mong muốn tham gia các hiệp định thương mại để tự do tiếp cận thị trường châu Âu, và người Hà Lan dư sức giúp đỡ. Kết quả là Tokugawa Ieyasu, vị shogun đầu tiên của mạc phủ Tokugawa, đã hất cẳng Bồ Đào Nha và phát triển mối quan hệ với Hà Lan. Sẵn sàng quá mức sẽ khiến mọi người mất hứng và xem nhẹ bạn. Trên thực tế, trong giai đoạn hẹn hò, đa phần chúng ta đều cảm thấy thất vọng ở một mức độ nào đó. Rốt cuộc, có một công thức cơ bản khi nói đến tình yêu. Nếu người yêu trả lời cuộc gọi của bạn trong 30 giây, bạn sẽ ngay lập tức mất hứng thú. Nếu họ phớt lờ 1 đến 2 ngày, bạn sẽ phát điên. Nhưng điều này không chỉ áp dụng cho tình yêu, đó là một quy luật cơ bản để đạt được quyền lực. Nếu bạn quá sợ lỡ nhiệt tình, mọi người sẽ mất hứng thú với bạn ngay lập tức. Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, Media, một thành phố thuộc Iran ngày nay, là nơi sinh sống của những người vô chủ. Họ chống lại các vị vua và bất kỳ cá nhân nào nắm giữ quá nhiều quyền lực. Tuy nhiên, vì không có người cai trị, nên sự hỗn loạn gần như không thể tránh khỏi. Trong cuộc hỗn chiến này, một người đàn ông tên là Deoses đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa các bên. Nhờ hòa giải thành công nên ông được nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi Deoses tiếp tục hòa giải và thành công, mọi người bắt đầu coi công việc của ông là điều hiển nhiên. Họ vẫn phản đối ý tưởng về một nhà cai trị hùng mạnh và không có ý định trao thêm quyền lực cho Deoses. Rốt cuộc, chỉ khi bạn biến mất, mọi người mới hiểu bạn quý giá như thế nào. Deoses cuối cùng cũng nhận ra điều này và biết rằng cách duy nhất để ông nhận được sự công nhận xứng đáng là giải nghệ. Vì vậy, ông chuyển đến vùng nông thôn và để Media trở lại với sự hỗn loạn trước đây. Không lâu sau, những người ở Media đã kéo đến trước cửa nhà Deoses, tuyệt vọng cầu xin ông quay lại và làm người cai trị họ. Ông đồng ý với một điều kiện: mình phải được sống trong một cung điện khổng lồ, được chăm sóc và bảo vệ tuyệt đối. Sau khi người dân đồng ý, Deoses đã cai trị khu vực này trong 53 năm. Thay vì tự cô lập bản thân, hãy để những người có giá trị bao quanh mình. Bạn bị bao quanh bởi nhiều người, một vài trong số họ rõ ràng là kẻ thù, và việc tìm kiếm sự bảo vệ là điều hiển nhiên.
Trong những lúc như thế này, việc xây dựng một pháo đài để ẩn náu có thể là giải pháp hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, tự cô lập bản thân đồng nghĩa với việc bạn đang tự cách ly mình với quyền lực. Bạn không thể đạt được bất kỳ sức mạnh đáng kể nào nếu bạn không có ý thức về những gì đang xảy ra xung quanh mình. Lấy một ví dụ ở Trung Quốc vào năm 220 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng không chỉ là hoàng đế của một quốc gia, ông còn được xem là người quyền lực nhất thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, về cuối đời, ông trở nên hoang tưởng, nghĩ rằng mọi người đều muốn làm hại mình. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã tới sống trong một cung điện xa hoa, được xây dựng như mê cung, với những lối đi bí mật cho phép ông di chuyển từ phòng này sang phòng khác mà không bị ai nhìn thấy. Bất cứ ai để mắt đến hoàng đế đều sẽ bị xử tử ngay lập tức. Như một biện pháp phòng ngừa cuối cùng, hoàng đế chỉ thích đi một mình, thậm chí còn cải trang để tránh bị nhận ra. Nhưng rồi cuối cùng ông vẫn chết. Một số người cho rằng cái chết của Tần Thủy Hoàng quá đáng ngờ, có thể ông đã bị ám sát. Cô lập bản thân không phải là giải pháp hay. Thay vào đó, bạn hãy để những người có giá trị bao quanh mình. Louis thứ 14 là ví dụ điển hình. Ông đã lấp đầy cung điện Versailles của mình bằng các quý tộc. Trước đó, từng lớp quý tộc nổi dậy chống lại nhà vua sau khi họ mất quyền cai trị và khai thác các vùng lãnh thổ rộng độc lập. Nhưng giờ đây, khi được nhà vua ưu ái, họ cảm thấy hài lòng vô cùng. Chính những người quý tộc này đã giúp Louis thứ 14 ngăn chặn các cuộc nổi loạn về sau và ra sức bảo vệ ông. Bởi lẽ Louis 14 còn sống ngày nào thì họ còn được ưu ái ngày đó. Tổng kết. Trò chơi quyền lực luôn diễn ra, luôn luôn là như vậy. Bạn không thể từ chối, vì vậy cách tốt nhất là hãy tìm hiểu quy tắc chơi và chơi tốt nhất có thể. Trong lịch sử, thế giới đã được cai trị bởi những người có quyền lực. Nhiều thứ đã thay đổi trong thời hiện đại, nhưng tầm quan trọng của quyền lực vẫn tồn tại. Bằng cách học hỏi từ những thất bại và chiến thắng của người đi trước, bạn có thể trở thành một người chơi giỏi và nắm giữ quyền lực đủ để phục vụ cho mục đích của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực của tác giả Robert Greene. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.